Sau những đoạn clip là Trinh Khờ cũng đã thừa nhận là còn sử dụng những cái đó, thì mấy anh em cũng có là đưa ra lời khuyên là Trinh nên đi chấm dứt cái đó đi. Và Trinh có chịu đi hay không mà sao nước mắt rưng ròng? Và câu chuyện này như thế nào thì Vinh mời cả nhà mình cùng vào xem video ạ. Với Trinh Hang. Dạ, chào một chút. Thì đợt hổm á cũng có mấy bà chị á cũng dạ. Như là muốn cho Trinh á dạ. Một cái nhà nhắc dạ. Đó, nhưng mà hiện tại á là với Trinh ở cái clip trước đó dạ. Là có là Trinh nó cũng nói ra là cái sự thật á dạ. Là nó cũng còn chơi dạ. Đó, nên bây giờ nó cái sự việc cái nhà đó đó dạ. Mình ở đây mình có một cái nền đâu không hỏi hả, cái nền đi xin chỗ cũ nó hả, chỗ đó anh sao này người ta làm công viên người ta không cho hả, được hen. Mình có những chỗ nào mà có thể như là người ta vẫn cho ở là mình có không ta? Không, không được luôn hả? Phải không, là có ở đây à, ở đây à, người ta bán không à, đây người ta bán, có bên chỗ nhà trẻ đó nhà người ta bán nền chứ người ta cho cái này cũng mua nè, mua không đó. Có ai cho? Tưởng đâu như có cái chỗ nào á, như là ở một cái chỗ khác, ví dụ gì mình xin được tí như là ở tạm, như mình cắt một cái căn nhà nhắc á, đó là những cái lời mà gợi ý của mấy chị á, đó là muốn cho Trinh á là ở một mình để làm lại cái cuộc đời á, nhưng mà hồi nãy á khi mà nói vòng vòng xíu là Trinh nó lòi ra nó còn á, đó. Nên cũng cái việc này nếu mà nó còn như vậy cũng xin tạm ngưng đó. Còn nếu mà sau này mình Trinh á mà nó có hứa đi đó mà đi về mà thành công á thì có thể là điều đó mình có thể là tiến hành và thực hiện tiếp, có chắc có thể là được đó, tại vì lúc đó là thành một người mới rồi, như mình có cái hướng mình tìm ở đâu đó giống như là cái này bây giờ là cũng như là một cái mình đổi là đó là một cái phần thưởng dành cho Trinh khi nào mà thành công làm được một con người mới á, như đó là một cái phần thưởng cho Trinh đó. Thôi anh đều có để ý á, chị xem coi nó có không nha. Vậy là giống như là cái thời gian bây giờ là cho nó đi và nó về nó sẽ có cái phần thưởng. Nhưng trong thời gian này là chị phải đi tìm cái nơi nào để mà có được cái mình có được cái giống như cái nền người ta mới cho mình chấp lên trên đó. Nên giờ trong thời gian này là đợi nó, nếu mà nó thực hiện được á người ta mới tính tới cái chuyện căn nhà phần thưởng cho Trinh luôn á đúng không em? Nó không to cũng không nhỏ nhưng mà đó là để như là cho Trinh lại làm lại cái cuộc đời mới đó nhưng mà máy ấm mới luôn, máy ấm mới luôn rồi đó. Nhưng thì mà cho nó đi về đi thì nữa mình tính tiếp chứ. Đúng rồi, nhưng mà mình cho nó đi. Nhưng mà mình cũng phải có một cái dự tính gì đó. Dạ. Khi nào em ấy về để nó có một cái phần thưởng ngay cho nó vui. Nó ấm áp, nó dẫn được cái tinh thần á. Dạ. Nhưng mà Trinh này nghe, nhưng mà phải nói trước là Trinh bắt buộc về là không có bị dính lại nha. Dính lại là không được nha. Đó, khi mà giải quyết được cái này là hên xui nghe, nếu mà chị tìm được thì nó mới gọi là có thể là cái chuyện đó có thể xảy ra. Phải không? Nói chung lệ thuộc vào ông Trinh đi, nói thẳng vậy đi. Đúng không em? Đúng rồi. Nghe tự giờ hiểu ông Trinh. Mà thấy tự nhiên từ clip trước mà tới clip giờ là Trinh nó ít nói vậy nghe. Dạ, ông hai nghe chọn. Đang buồn hả Trinh? Đi mà có gì đâu buồn, đi mới vui. Đi vậy. Thấy Trinh không được vui. Anh dắt lên nè. Anh Trinh nó không được vui rồi đó. Trời, ông hai kìa, ông hai trọng kìa. Nói vợ xin mũi lại nè. Hai đứa mới trầm nước. Đi vô đó mà sợ buồn vậy, nói đi vô đó không có ai buồn. Nhóc người ta luôn mà, nhiều. Vô đó ta đông lắm. Cái gì là mới thích nghi được. Buồn một thời gian nhưng mà sau này là con là một cái đứa phải nói là có giá trị trên xã hội, có giá trị với gia đình. Còn hiện giờ á con nghĩ đi, con ra ngoài cũng có ai chứa con không, con về đây á thật sự á của mẹ cũng không có muốn gần con nữa, tại vì hả nói con không nghe, dạy con không nghe, rồi con có muốn đi ra ngoài không mà mẹ có nào mà chịu nổi. Nhìn tại sao mình biết nói là không ai dám chơi với mình
mình phải sửa đổi lại thì dán cái tóc hoàn toàn đi. Những cái người ở ngoài xã hội là những người lợi dụng con. Lúc con có tiền, lúc con không có tiền á, họ có coi con là cái gì không? Con vô chổng con cứ nghĩ con buồn hoài. Mà chứ ngoài vô chổng không phải tự nhiên mà người ta mà chăm sóc mình đi đâu. Chắc cũng phải có một số tiền là nhất định chứ đâu phải đơn giản. Tuy rằng con mới đi vô chổng á, tuy rằng là người lạ thiệt, nhưng mà từ từ mình sẽ quen. Biết đâu đó hai người con tìm được một cái người nào đó mà nó hợp ý để nói chuyện này kia vui vẻ đúng không? Đồng cảm á, đồng cảm này kia đó, sau này cái con đi ra cái hai người ai cũng đều thoát khỏi cái vụ đó hết rồi. Thì bắt đầu là trở thành một người bạn thân với nhau. Nó là như vậy. Nhầm khi hên xui biết đâu gặp người biết lo lắng mình hơn đúng sao trời. Đúng không? Nè, những cái nơi đó đó họ đều mong những người đi vào đi ra sẽ là một con người mới, chứ không ai mà vô đó mà người ta xem người ta khi dễ đâu con. Người ta có trách nhiệm hết trơn đó con. Thì để cho nhiều tiền cũng không còn hết trơn. Làm giờ sạch ngước hết, lên nói chuyện làm sạch này. Hết đi về mấy người mới thay đổi đâu qua đó gì vậy? Ủa nè, đi vừa ăn thua mình tốt nè. Để nói với con một điều luôn, đi sao tháng gì? Nếu mà con vô mà con thực hiện tốt và có giống như là học sinh giỏi đi, người con sẽ mau ra trường. Mau. Ừ. Nhưng mà mình để vô trọng mà mình mở vốn tiền nữa. Dù có chấp nhận. Nói cái điều đó thì chú chưa có dám chắc là một điều đó nha. Nhưng mà một khi con nói con chấp nhận con đi á, nhiều khi người ta cũng vẫn có giang tay để người ta mong con là một con người mới. Người ta cũng vốn tiền đó. Con cứ chống chế hoài. Tại ông anh nhớ ngoại không có gửi kìa, mẹ ông gửi vô con mới chịu luôn. Là nó hết luôn hả? Nguyên khóa mấy triệu hả? Hả? Giờ đóng tiền đó, không có tiền đóng. Chỉ có mấy triệu thôi hả? Tự bị đóng mấy triệu thì không lo nổi, mở nhà cũng bác này bác kia đi tiền chơi. Con thay đổi con mới còn duyên, chứ con không thay đổi là con hết duyên luôn đó nha Trinh. Dạ con biết rồi, con sẽ hôn đi. Bây giờ này con nghĩ đi, con đi xin một ngày được bao nhiêu so với hồi đó? Bây giờ với chồng 6 ít chú Hồng. Ừ. Trời, chú Hồng với 6 ít. Cái đường đó hồi đó chú đi nè, là cái chỗ đó nó đàng hoàng dữ lắm. Cái đường đó là trường ca nào? Trong 6 ít hả? Không, thay đường cây sẽ có lăng biển. Ừ. Trường ở miệng. Trời ơi, trời trời nó gạnh hết trơn trời. Có bao giờ đi? Có đi lần nào chưa Chính? Hả Chính? Con đi thăm nuôi. À, con đi thăm nuôi luôn hả? Ai trời ơi, trời ơi, cảnh ơi, trời. Không à, nói chú chưa có kinh nghiệm cái gì, con chỉ dạy chú nghe. Có người chồng muốn mà gì kìa giới đi án. Rồi bây giờ con Lân miệng. Giờ con nói với chú nhưng mà khán giả nghe và những cô chú lớn tuổi nè. Là một cái khóa mà đi học 6 tháng nữa đó là bao nhiêu tiền con biết không? Con bây giờ cho nó thí dụ nó 2-3 triệu đi. Con tiền thôi 2-3 triệu gì con không biết không. Bây giờ mình nói thí dụ đi 2-3 triệu thì chú cho em hai, mẹ chú cho 200 đó. Chú cho 200 đó, chú Kim nhiêu nè, chú Kim nói đi 200. Không, mình nói đàng hoàng đi. 2 triệu đó. Rồi, ý hỏi chú Phong đúng không? Chú Phong 2 xì mốt. 2 xì mốt là trên lớn rồi đó. Ừ. Đó. 3 người là 6 xì rồi. Không lẽ bỏ chú Thảo đúng không? Chú Thảo nữa nè, chú Thanh nữa nè. Nó còn mấy chú kia nữa nè, đúng không? À, bây giờ mình thấy nhẹ nhẹ em được 1-2 tháng rồi đó. Mình nói với chú buồn. Không, không có buồn, nhưng mà con á, khi nào con không thay đổi con người mới chúng mới buồn. Dạ, đúng rồi. Chị Nhi ơi, làm chú nhìn nó bị đi. Hả? Con khác. Cái người có duyên nó khác con ơi. Đại thương. Tại sao mà những người đó mà chú không đi khuyên mà khi con là chú lại khuyên, đúng không? Con nó có một cái gì đó nó khác với người ta. Với nè, bản thân người mẹ cũng đang rất muốn con thay đổi, cộng thêm nó nữa đó là phải quyết định thay đổi từ con nữa. Còn cái chuyện tốn kém á, nó thật sự á, con chấp nhận đi, chưa chắc là con phải bỏ tiền túi ra đâu.
Mà nhiều khi con biết hiện tại giờ con đang như vậy mà vẫn còn người thương con, lo cho con, nghe cái mua cho con cái hay là gì là sầu riêng con ăn nữa. Đâu có ai bỏ con, nhưng mà con phải thay đổi con người mới đi nữa. Đó hả, không chừng người ta sẽ gửi tiền về đó lo cho con nữa. Cái gì kia Sài Gòn bữa mua quần áo nhất trên đó. Con ai, biết mẹ mà. Ai cũng muốn con á thành một con người tốt hết trơn á. Bên mua quần áo không trở thành người tốt lại mà. Không biết ai bỏ con đâu. Con nói con vui vẻ con đó nó ngoan lắm, nó phải vậy đâu. Hồi đó hả chị, đâu bây giờ cái lúc hồi xưa Trinh nó sao bây giờ chị kể lại một cái nghe cái chị. Đó nhà với ngoại á giờ Trinh nó hả đồ đạc á hả giờ cơm nước chén bát giờ Trinh làm hết. Ủa vậy hả? Ăn gầu uống cà phê sữa và lên võng ngủ. Chứ không ai Trinh như bây giờ đâu. Cái lúc đó là Trinh nhiêu tuổi chị? Trinh mới mười mấy tuổi à. Ồ tính ra. Được chứ bổ. Tại nó dính cho con. Mà từ ngày lúc mà đi ra hả gặp lợi của ngoại tới giờ không phải mình đủ thừa người ta, đủ thừa thì bảy phải nghe thì phải nói mình đủ thừa, không phải đủ thừa. Mà từ lúc mà đi ra Hồng Ngự tới giờ vậy đó. Và nói Trinh không có nghe luôn. Chứ không phải là mình đủ thừa hả ở với lợi gì hết. Nói thôi mình nói chính xác đi là từ cái lúc mà Trinh nó ra đường đời đi. Dạ. Đó nó ra đường đời là bắt đầu là nó bị bảy sai đường. Dạ. Nó bị sai đường, dạ. Đi sai đường nên nó dẫn đến mà cái ngày hôm nay đó. Không mới thành gì vậy. Hỏi mẹ chồng của Minh. Bà sao? Ủa lại sao nữa? Rồi đi, muốn tiền. Mẹ chồng của không có tiền không? Thứ ba không đồng ý gì đi. Ai đâu có liên quan gì đâu. Liên quan gì tới bảy mà hỏi lạ nữa. Ăn của con mà. Ăn con thì hả con ấy chứ hỏi là bảy làm gì. Nhưng mà đi phải đóng tiền á. Đóng tiền mấy chú. Đâu có ai kêu bà bảy đóng tiền đâu. Thầy miễn hỏi con miễn là con đi là sắp xếp được chứ hả liên quan gì tới bà bảy không có được cái kéo bà bảy hả lỡ gì vô nữa người ta không có liên quan gì cho á nhỏ này đi nó kéo theo mới chịu á không mày vũ chung bà bảy với lại đi chung luôn đi bây giờ nè không mấy nè kêu thằng Thuận đó có dính theo vụ này không vũ đi chung cho vui có cái đó là con với bạn á nãy này nãy chú dặn con sao không có được đóng mò có nói cái gì phải chắc chắn có, không có là không gì á không có gầu lợi không tin hả gầu lợi lợi đây nè hả? Bây giờ đã nói con gì nè con á con cái gì á con cũng lôi á cái gì Trinh ơi im đi để mà người ta phân tích cho con nghe nè bây giờ nè thả hồi á đây nè con có nghe không có lắng nghe nói kìa có lắng nghe không nè cái gia đình của người ta không có liên quan gì chứ cái chuyện này chuyện của mình con đi đúng không con cảm thấy buồn quá không mấy gì cũng vũ chung bà bảy lại là kiên thận đi chung luôn con càng nói hầu con càng nó hẳn nó đi câu chuyện nó xa thôi bây giờ nè đi. Bây giờ cuộc đời của con tự quyết định rồi con đi thôi con đi nói mạnh dạn lên có chuyện mà kêu thằng chồng con theo á nếu mà nó có đi nó cũng ở chỗ khác chứ hà nam nữ đâu có ai chứa chung đâu hồi nãy giờ em hiểu rồi rồi bà bảy hùng cho con 100 ngàn được không ok không gọi thằng lại hùng 50 cũng buồn hả cãi nó cứ lợi lợi hoài à hả sợ lợi ngoài này hả có vợ khác không ai hả lấy nó đâu mà hả gật đầu trời ơi cái yếu tố tâm đi. Yếu tố này là nó đang chống chế thôi đây quyết định đi chứ không có lợi hay lâu hoài hết á nó đang đề cập để nó bằng ra lợi vợ mới vợ con có bằng ra không mở mà không có vợ mới thì con về con về con không có đâu con về tao chứ tao sẽ nổi nó treo cái đùm được không đùm cái treo hả ê mất con gái ừ thương dâu chứ bỏ cái đó nó lại luôn đi đây nè để chú nói cho nghe nói chung bây giờ thằng lại là nó nổi tiếng khắp vùng không có đứa nào mà dám gớ thằng lại nó ngu si mà đi vô đâu không ai ngu si đâu thôi đi Trinh ơi là Trinh con nghe nè con mà đi tốt không về có chừng nhiều người thương đúng đúng để hả đó mấy hả chú hả về hả giờ con hả có nhà mới nữa đó con ở đây nè bây giờ này con ngồi đàng hoàng xuống cây con ngồi đàng hoàng cây con rồi sẽ bằng xuống
Thì con đâu có cần hả gì đâu, về ngoại con ở đâu. Nhìn mặt qua đây. Thì kiếm chỗ cất nhà cho con hả ở. Có những cái nét đẹp mà chứ không phải không đẹp đâu. Thì từ kiếm mà vô chổng một khóa học thôi, đi về là con ngừng nó bình thường là những cái gọi là cái hình thái này kia là bắt đầu là nó trở lại bình thường lại liền. Để anh nói cho. Nếu mà con về mẹ giúp con cơ. Cái chuyện vòng vo con bẻ đâu hả mà nghe chú nói. Chính. Con vô chổng không phải là vậy thôi không đâu, nhưng mà người ta sẽ dạy cho con những cái nghề. Con học nữa, con ra là con sẽ có nghề nữa. Con có giá trị, con kiếm được đồng tiền nữa, con nuôi con của con. Chứ không phải tự nhiên vô đó, hả ăn xong rồi đi vô phòng đâu. Người ta chỉ cho mình làm việc này kia nè. Người ta hướng nghiệp cho mình nè. Người ta động đây. Đâu có. Vô chổng người ta thương mình không hết. Bà ngộ chứ, đã nói mình tình nguyện chứ không phải là mình hả lợi người ta hết đi. Chừng nào á người ta đi lại á, con chống chế này kia, người ta bế con đi á, thì vô chổng người ta mới áp dụng những cái đó đối với con. Còn cái này con là con mấy chú tình nguyện đi vô. Con đi hả? Chứ có ngày mấy chú vô thăm đi. Thì đỡ vô em. Thì đương nhiên con đâu mấy chú sẽ lên thăm con mà. Lúc đó chú sẽ kêu chú Kiên vô thăm con. Kéo chú. Ông đã nói chứ con cứ yên tâm. Nếu mà một khi con muốn trở thành một người mới, lúc đó là mấy chú sẽ là hai đồng thứ 6 thì thứ 7. Mấy chú không có nói cái thời gian chính xác nữa, chú chừng nào mà ưng là lâu nay không có chinh cũng buồn quá, thôi vô anh em tập trung đi thăm. Đó. Đó. Cái này là đi vô thăm thôi chứ không có quay gì được, tại không vì cái quay không, đó, đâu không có được quay. Vô thăm con vô thôi. Vô thăm con thôi, nhưng mà không có hứa bất cứ giờ gian nào hết trơn á. Nó nổi hứng mà ta đi thôi chứ không có hứa, để hứa mà còn công công. Công trong. Trời ơi. Nhưng mà hứa với con một điều luôn, tới lúc con ra đốt pháo ha, đùng 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 nè. Kinh đã thay đổi rồi. Hai bên ha, hai bên xịt một đưa lên ha. Xịt nước lên ha, gớt xuống ha. Kiên đứng cá bên ha, cầm bông rải phướng 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 ha. Mừng em trở về. Mừng em trở về. Chào em đã trở về với cuộc chơi. Vui ha, nhớ cảnh đó vui ha. Lúc đó ha. Đó mấy chú quay hồn. Thì không. Trở về thì mấy chú. Về là đi theo mẹ không ở đây. Đây nè, lúc mà con quay trở về, mấy chú sẽ bắt đầu quay con tiếp để cập nhật cái hình ảnh con là một con người mới, biết làm ăn nè. Biết đúng rồi, con hòa nhập lại với cộng đồng. Con trở thành một cái người có lợi ích với xã hội. Không bán vé số. Đúng. Có cái nghề rồi. Có cái nghề con đi làm mà mới. Ví dụ đi vô chổng người ta chỉ con Mai nè. Mà Mai đúng trời. Thôi đi vô đó bỏ qua ha. Cái tay nó ở ngoài nữa. Chị bán xấu thôi. Thôi bây giờ nè. Nói chung á con chưa có ra. Con chưa có vô, con chưa có ra. Con đừng có bàn tính cho nhiều quá là con rối. Bây giờ con thực hiện được hay không thôi. Vậy á, con hiểu không? Bây giờ có thể là do con có những cái đó. Nên cái tay chân của con á anh hay búng búng. Nhằm khi vô chổng cái con đi ra nó sẽ bớt nha. Có luôn, mà có biện pháp. Đúng rồi, con sẽ bớt mấy cái đó nha. Lúc đó là con có thể là tự nhiên nó gọi là có những cái đó những kỳ lạ đi, con thành một cái bình thường luôn. Không chừng thanh xuân nó vậy đó. Như giờ này hỏi người mẹ luôn nữa. Như chẳng hạn như người mẹ đó. Những người quay những người khác đi. Dạ. Kể mẹ gia đình nó sao sao kể đó, miễn sao quay có tiền được rồi. Dạ. Còn đây là định hướng cho tương lai của bé luôn, nên chị cũng chấp nhận ha. Dạ. Và chị cũng đang muốn cái chuyện này. Dạ. Rồi sẵn thì cái câu chuyện đang nói về cái vụ cái căn nhà thì cũng là người ta sẽ trông chờ vào khả năng của bé Trinh như thế nào. Dạ. Nếu nó thực hiện được đó là một phần thưởng, nếu dạ. mà có miếng đất mà sẵn. Dạ. Ha. Đó, vậy là nó rõ rồi chưa Vinh? Đúng rồi. Rồi cầu, một là có miếng đất, còn hai nữa mình xin một cái chỗ đó người ta cho ở tạm đó. Dạ. Đó vẫn có thể là làm lên một cái căn nhà nhắc. Dạ. Đó, vừa vừa cho Trinh nó ở thì cũng sẽ nếu mà Trinh làm được sẽ là thực hiện cho Trinh một cái món quà để cho nó mừng. Dạ. Đó, nếu mình lúc đó mà Trinh làm được nha, Trinh làm được bắt đầu mình mới tính với chị tiếp. Dạ. Để thực hiện cho bé. Hôm nay kêu bé được không trời, bự mà được không Trinh? Dạ. Con vui không? Biết sao không? Tại vì có khi lúc đó con đi vô chổng rồi á, con sẽ có những cái suy nghĩ nó rất là chín chắn. Con không, bây giờ con không có gọi là
à, con đi trên dây điện hay là con đi hay trên đầu cây nữa, đó là con đi dưới đất, đó là rồi, con sẽ đi. Có một những cái bình thường á. Mình cũng kết thúc rồi, để mà cho bé nó tự suy nghĩ thêm nữa, nó sẽ trả lời cho mình nữa. Vậy đây. Vậy chưa? Trên ngước lên cười cái cây buồn mày vậy, 2, 3. Phải bắt nó nè, con là con nhắm con thực hiện được không? Con nói lên coi. Trời cái gì vậy mẹ? Kéo vậy, nói lại coi. Cứng rắn lên, nói con được, mạnh mẽ lên. Dạ đi với hai đổi cuộc đời con. Sao ghê nước mắm rồi. Đâu nói lại một lần nữa coi, con nói mạnh mẽ lên coi. Ok rồi, hiểu. Cố gắng nha. Rồi thôi chào cả nhà luôn nha. Cố gắng như chị cũng bé chút xíu mấy em chị cũng được khuyên. Dạ. Để rồi mình chờ duyên nữa đi. Nhưng mà bây giờ trước tiên là bé rồi. Vậy đi ha. Rồi vậy đi. Rồi vậy đi nha con, chú về cho con. Rồi bye chết nha. Chùa đứng mắt cho con. Chùa đi con. Chú dành vô trước ngày con. Trời, đọc đó hoài. Trời ơi thăm cháu mà bình thường cái gì đâu, đúng không? Trời ơi con cũng khỏi miệng kìa, trời ơi khỏi miệng kìa.